khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, nổi lên với hàng loạt dự án, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, đồng bộ. Bên cạnh đó vẫn còn một số dự án vỡ kế hoạch, chậm tiến độ thi công, đơn cử như dự án FLC Premier Park Đại Mỗ. Dự án nằm ở vị trí khá đắc địa tại quận Nam Từ Liêm, khi kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch mở rộng như đường 70, đường Lê Quang Đạo kéo dài, đường Đại Lộ Thăng Long. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích như trung tâm mua sắm Eomall Hà Đông, hồ điều hòa Dương Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm xây dựng, dự án này vẫn còn ngổn ngang, đường xá hạ tầng cũng chưa được đồng bộ. Khởi công từ năm 2017, FLC Premier Park có diện tích đất quy hoạch hơn 6,4 ha do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 2.800 tỷ đồng. Theo dự kiến, dự án bắt đầu được bàn giao cho khách hàng mua nhà thấp tầng từ cuối năm nay. Tuy nhiên hiện tại, công trường vẫn còn ngổn ngang, các tiện ích đi kèm như trường học, siêu thị, bể bơi, v.v. vẫn chưa thành hình, quây tôn kín mít. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2023, khu đất dùng để xây dựng trường mầm non nằm trong khu đô thị FLC Premier Park thuộc khu chức năng đô thị DM1 Đại Mỗ, giờ vẫn chỉ là một bãi đất trống, dù lẽ ra sắp phải bàn giao cho cư dân. Xung quanh công trường, gạch, đá, vật liệu xây dựng xếp ngổn ngang. Được biết, công trình trường mầm non Athena Việt Nam là một trong những hạng mục được liệt kê trong bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất của toàn dự án FLC Premier Park Đại Mỗ, có diện tích 2.857 m². Theo quy hoạch, trường mầm non này là một trong những tiện ích nội khu của dự án, được chủ đầu tư cam kết bàn giao trong năm 2024. Nhưng với tiến độ này, có lẽ những người dân trong khu vực phải rất lâu nữa mới có thể thấy được một trường mầm non thành hình. Những năm qua, hệ thống giáo dục mầm non dường như vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của các gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, cũng như quận Nam Từ Liêm nói riêng. Nhất là khi tốc độ phát triển của quận này đang ngày càng nhanh, tình trạng thiếu trường mầm non chất lượng cao lại càng khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Mới đây, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng cần bổ sung thêm chế tài với dự án nhà ở thương mại. Theo đó, nhà đầu tư phải đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo đồng bộ và tiến độ. Thành phố đang điều hành theo hướng, các dự án không đầu tư sẽ thu hồi để tiếp tục đầu tư bằng ngân sách hoặc kêu gọi nhà đầu tư thứ phát khác, thậm chí quy định phải hoàn thành hạ tầng trước khi người dân vào ở. Rất mong, với sự vào cuộc mạnh mẽ này, tình trạng thiếu hạ tầng xã hội, thiếu trường học tại các dự án sẽ sớm được giải quyết, để không còn xảy ra tình cảnh. Có những dự án làm 20 năm nay mà chưa xây được trường học, trong khi dân đã vào ở kín mít.